Chụp nón lên đi. Vậy là, ô, nó mua vườn hả? Ô, vậy sao? Nó ở xăm đi xem đèn vòng vòng ở sớm xong giờ ghé qua bên nhà anh Năm coi đèn bên nhà anh Năm luôn nha. Xăm chào cả nhà coi. Nhà bắt Năm trang trí đèn đẹp không? Đẹp. Vậy hả? Rồi xăm, ôi, trong đó dây điện không? Con dây điện không? Đi ra đi con. Đi ra đi, trong đó dây điện không đó. Đừng có đụng nó mù quá. Mẹ đút mà cha đút cho mẹ nè xem. Mẹ không ăn nè. Cha thương mẹ cho đút cho mẹ không ăn nè. Nè, mâm. Mẹ ăn còn đúng mẹ. Ha, cha đút cho mẹ ăn đó, thấy chưa? Ừ. Ngon không xem? Ừ. Ăn ngon ha. Đút hả? Ừ. Sao? Đút rồi. Đúc hả? Đúng rồi. Nó xong kêu đúc mà. Đúc. Đó, nè. Nó. Bung miếng nữa đi. Bung miếng nữa đi kìa. Miếng nữa đi nè. Xong kêu cha phải đúc cho mẹ ăn nè. Nè. Cơm chiên đó ăn vô đi. Thịt ngon không? Ngon không? Đó. Thì xem ăn ngon không? Trộn với tô cơm con trộn lên cá sống mà còn như này không? Cha ăn hết rồi. Cha nằm ăn hết. Còn cái này nè. Đông biển. Giấc mơ Mỹ xin chào cả nhà nha. Đó, Sam chào cả nhà coi. Nay cha mẹ chở xong đi vòng vòng sớm coi đèn Giáng sinh nha. Ồ, nhà này trang trí nhiều ghê em. Hôm nay là 26 tháng 12 2022. Buổi chiều tối là vòng vòng ở khu vực của mình ở đó, người ta lên đèn rồi cái chở xăm đi coi đèn Giáng sinh ở vòng vòng ở đây. Người ta trang trí có nhiều kiểu bên đây đi chẳng vô được đấy. Bên trong có bên trong nó đẹp quá trời luôn kìa. Hầu như nhà nào cũng có trang trí đèn Giáng sinh hết trơn nha quý vị. Tới đó quay lại đi, tới chỗ bảng mà số 25 ở nhà này cũng đẹp nè. Hầu như là nhà nào cũng có trang trí đèn Giáng sinh hết trơn á nha quý vị. I love that one because it's like thấy bình thường mình chạy đi ban ngày thấy đèn quá trời luôn đúng không? Nhà này đẹp nè sao? Xem. Đó, có nguyên con ngỗng luôn kìa. Con vịt hay con ngỗng? Con thiên nga. Thiên nga. Scuba. Có scuba nữa đó xem. Nào. Đẹp quá ha. There's a snowman. Wow. Bên đây nữa nè. Wow. Bữa hôm chạy đi ban ngày thấy nó thấy người ta trang trí nhiều lắm mà gì con. Cái school nó không có lights. Ở nhà này trang trí mấy hình bự bự ngoài nhiều nè xem. Wow. Đẹp nè ha. The Grinch. Hả? You missed the Grinch. Đâu? Like yeah. Tết đó hả? Wow, nhà này đẹp mà xem. Đẹp, nó mới thêm hay gì, bữa đâu có thấy nhiều quỳnh đáng được không? Nhà này đẹp quá xem ơi. Mickey Mouse. Còn nhà nó có mấy đứa nước mà
Nhà con nít nhiều quá, trang trí nhiều. Mickey Mouse. Đẹp quá Sam ha. Đi chơi rồi, không có đèn. Còn nhà này, còn nhà này đi chơi rồi, đúng rồi, nhà này đi chơi rồi, không có mở đèn lên. À. Nhà bên tay phải mình là nhà này đẹp mà xem. Xong đứng lên đi, xong đứng lên nhìn đi. Which one is the best? Which one the best? Oh, the gingerbread man. A penguin on the. Penguin nữa. Who's that? That's Butters. Đẹp không? Oh, a Christmas tree. Oh. Còn gì nữa? Đâu đâu? Cái gì? Còn nói nữa. Santa. Holiday. Happy holiday. Thấy chưa? Happy holiday. Uh-huh. Listen, that one because it's happy. Uh-huh. Happy holiday. I hear the song it says happy holiday. Uh-huh. Happy holiday. Rồi, hát bài đó ơi. Hát bài đó cho cha nghe coi xem. Happy holiday to you. Happy holiday to you. Nhà này cũng đẹp hơn xem. Cái đèn rất hơn. Sam không thích cái đó. Không thích hả? Thích nhà nãy phải không? Nhà đó đó. Ok. Rồi. Cái này nó không đẹp because nó đi nhậu or something đi chơi á. Ta đi chơi, ta không có mở đèn lên á. Đi ngủ mà sao cái này nó không có nói vì cái xưa nó đang ngủ. Ngủ kiểu ngủ như sao? Cái này khi xong ngủ xong nằm cái này. And when I sleep normally. Mấy cái nhà mà để hàng đá, cái nhà có đặt không? Xong giới thiệu cho cả nhà nghe đi. Cái nhà đằng trước này đằng trước này có cái nhà đẹp nè. Đâu? Đây nè, đằng trước này có cái nhà trang trí đèn đẹp nè. Nó chớp đó. Đó, thấy không? Đẹp đâu? Đây nè, đằng trước nè. What? Where? I can't even the left and the right side too nè. The left and the right? That yeah. One? Uh-huh. This one? Uh-huh. Let me see now. That's like a monster. That is like a monster. Là gì? No monster, two eyes and one nose. Cái này nó nhà này đẹp cũng như này. Ồ mấy con nai đó, nai mà để màu trắng đẹp ghê. À, sớm giờ mình toàn gặp mấy con đó kìa. Ba con đó. Con mẹ, con cha, con đó. Uh-huh. Nơi cha, nơi mẹ, nơi con đó. Nãy giờ mình đi toàn gặp mấy trang trí màu vàng không à. Màu vàng không, mình chiếc này là để màu trắng nhìn đẹp ghê. Còn nhà này là treo ngoài cái cây luôn nè xem. Thấy không, đây nè, nhà này nè. Thấy không? Đây có hàng đá nữa đó. Đây trang trí đèn kìa. Hình như đèn này là họ để tới qua Tết bắt đầu mới dỡ xuống không? Qua Tết Tây á. Nhà này trang trí coi thấy vậy chứ cũng nhiều lắm ha. Đẹp ghê ha. Có mấy con nai kìa xem. Có mấy con nai thế nè.
đó, trời ơi, nhà này trang trí đâu từ ngoài này cho tới trong nhà luôn quý vị, trên cửa sổ luôn ha. Nhà này hơi đẹp á, quá trời trang trí rồi ha. Đã xem ha. Thích không? Đi nữa phải không? Mày chạy từ từ cho xong coi nha. Quá trời đèn luôn nè quý vị. Trời ơi, không thu cũng ngồi uống ở mấy cây nè. Mấy cây nó đàn nhiều lắm chú. Ôi, có ông snowman gì nè, xem ho 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 nè. Thấy chưa? Đó. Nó ngay đây nè. Nhà nào cũng có trang trí chân ha. Sớm này chịu qua chịu chơi mà. Ôi, nhà này đẹp quá vui gì. Đâu? Gì đó hả con? Xem theo mất không á à. Ông snowman bị trắng luôn rồi xem đó. Xem mừng quá trời kìa, có mi nhìn không phải xem chỉ trôi nữa kìa. Đâu? À. Đúng không? Nói đây. Đẹp quá. Wow, kìa. Candy cam bên nhà nó nhóc luôn rồi xem. Bên phải tay phải nè, bên tay phải của mình nè. Đây chỉ là trang trí đèn thôi, còn bên đây nè, bên đây mới là candy cane nè. Đó. À. Có angel nữa đó. Thiên thần đó, không? Đó, trang trí lên đẹp lắm, vui lắm. Xong bắt đầu có qua qua Tết bắt đầu tháo xuống, dỡ, dọn dẹp. Chứ con. Ừ. Nhà nào cũng có con nai chứ. Người ta phải trang trí con nai hả?
thì biểu tượng con ai con đia nó chở trong nhà nó em đi phát quà. Đó là con Tần Lộc hay gì mà. Ờ thì Tần Lộc. Con ơi. Ủa con Tần Lộc. Con ai vậy? Ấy vào dịp Giáng sinh mà bên Mỹ mấy mà bán đồ trang trí Giáng sinh đèn này cái nọ đồ đắt lắm nha quý vị. Ra chơi trễ vừa hôm ra chơi trễ người ta mua cũng gần hết luôn á. Đi con. Ok con. Chúa Giêsu với Đức Mẹ phải không? Đây nè. Chúa Giêsu Đức Mẹ Thánh Giuse đó. Đó, ở nhà này mới đẹp nè. Cha mẹ. Dạ. Ok con. Đi ra chạy, chạy ra nha. Chạy ra lần lần chạy ra đi ăn hả con. Trời ơi đẹp quá. À, nhà này chịu trang trí ha. Quá trời luôn, tuốt ngoài sân này có những cái nhỏ nhỏ luôn nè ha. Đó. Có mấy cây hồng nhỏ nhỏ đang chấp chấp có thấy không? Đâu? Xanh xanh nhỏ nhỏ giống như cái kia. Mấy chung đèn đủ kiểu hết. Cái đèn ông Noel nhỏ nhỏ đó. Lên mấy cửa sổ rồi ha. Mấy cửa sổ khó luôn nè, trang trí bên trong nhà nữa ha. Trang trí chỗ mà ra gà xe anh nha. Trái tim phải không? Snowman kìa xem. Ôi con này nhỏ xíu. Đang chạy ngang này con. Trời. Cái nhà này leo lên mình là treo đèn ở trên nhà này cực. À. Quên cái nhà luôn nè con. Quên cái nhà luôn xem. Nó đã tự làm thôi chứ đâu. À. Quá trời đẹp luôn, trả lên chút xíu em, cái đèn ở trên nó bị chá. Đó. Đã không? Trời, nó có mấy cái đèn chớp chớp đẹp quá ha. Thôi giờ đi ăn nha. Bây giờ ra ngoài đường lộ lớn rồi nha. Thôi đi ăn nha con, nữa đi cho xong đi coi đèn rồi giờ đi ăn nha. Ôi ôi, mấy cái đèn này cũng đẹp ghê ha. Giờ mình chuẩn bị mình đi ăn. Đi ngắm đèn rồi, ông qua bên nhà Bắc Năm cái, quay đèn bên nhà Bắc Năm cái rồi mình đi ăn. Năm nay bên Bắc Năm là trang trí đèn nhiều là đẹp lắm nha. Nhân con nhà Bắc Năm năm nay là trang trí đèn Giáng sinh rất là nhiều, qua bên nhà Bắc Năm mình câu đèn bên nhà Bắc Năm cái rồi mình đi ăn liền ha. Được, cho xong đi xuống chơi nha. Cho xong đi xuống nhà Bắc Năm câu đèn xong rồi mình đi ăn, hiểu không? Rồi chùm nóng lên đi nha, để lạnh cái đầu. Đó, giờ tới nhà Bắc Năm rồi nha, xem vô quay đèn nhà Bắc Năm cái rồi đi ăn nha. Vô gặp Bắc Năm không, vô gõ cửa đi, alo Bắc Năm nha. Đó, hôm nay là anh Năm chơi lớn nha. Chùm nóng lên con. Chưa, nó gõ cửa nhà Bắc Năm chứ đâu. Gõ cửa đi.
Đây là đèn nhà của bạn anh Năm đi đi ngắm đèn vòng vòng, rồi giờ chở xong qua bên nhà anh Năm cho xong coi đèn. Gõ cửa đi. Bình xóm của anh Năm năm nay là có anh Năm là treo đèn nhiều nha. Bên trong cũng có mấy nhà treo à. Năm nay anh Năm là treo đèn nhiều hơn. Này anh Năm cũng cả ngày hơn ngày đấy là treo đèn à. Chụp nón lên đi. Vậy đó. Ô, nó mua quần hả? Ô. Vậy sao? Nó chở xăm đi xem đèn vòng vòng ở xóm xong giờ ghé qua bên nhà anh Năm coi đèn bên nhà anh Năm luôn nha. Xăm chào cả nhà coi. Chào cả nhà. Nhà bác Năm trang trí đèn đẹp không? Đèn đẹp. Nào. Cái hả? Ơi xăm. Ôi, trong trong đó dây điện không con, dây điện không đi ra đi con. Yeah. Đi ra đi, trong đó dây điện không đó. Đừng có đụng, đừng có đụng nó mù quá. Ờ. Yeah. Vậy đó con. Dạ. Yeah. À. Nhà bác Năm trang trí đèn Giáng sinh đẹp không? Ôi xem đi, trong đó dây điện không con? Đi ra ngoài con coi chừng đá mấy cái cây của bác Năm đó. Ờ, thì không cần nha. Để thích đi mà. Ờ, có tiền đâu, hết tiền rồi. Dùm hết á. Ừ. Dạ, lấy mấy tên chưa chị. Thôi đi. Em đi về nè. Thì đi cho dẫn Sâm đi ăn nha. Đi coi đèn xong chắc này là chở Sâm đi ăn. À, ghé qua nhà bác Năm coi đèn bên nhà bác Năm xong. Rồi đầu giờ về đi ăn. Rồi lên xe đi con. Nha. Ừ, lạnh quá hả? Lên xe đi ăn nha. Đóng cửa lại con. Đó. Rồi spell đi, chiếc này chở đi ăn nha. Hả? À, thì anh Năm treo ra ngoài này nữa mà. À, thấy chưa? Xiên lắm ạ. Thế chứ. À, chứ cũng mất nhiều thời gian lắm á chứ đâu phải. Thích anh Năm mày thích trang trí. Thôi à, giờ đi ăn nha con. Đi coi đèn rồi. Đi vòng vòng coi đèn xong rồi giờ mình đi ăn. Chờ chở xong đi ăn nha. Ok con. Đó, xong giới thiệu đi, xong giới thiệu với cả nhà đi. Hả? À. Món gà mà sao mà trang trí đẹp quá vậy? Rồi giờ mình đi đâu nè xem. Xong muốn đi ăn gì nè. Thôi, ngán lắm. À, Sâm thích ăn sushi mà. Con nói được bé sushi sao? Là ý con nói là bác Năm làm sushi là ngon nhất á hả? The best in the world luôn mới ghê. Rồi giờ đi ăn thử cái sushi chỗ này ngon không nha, ngon bằng bắt Năm làm không nha. Hồi trước đi ăn mà đã biết làm ngon bằng bắt Năm luôn kìa. Mình đi vô lối này được không em? Được. Ừ.
tới nha Sam. Sam đói bụng không? Đói bụng lắm nè phải không? Tôi trang trí màu hồng chung với cái cũng đẹp của tiệm luôn á. Cha, cha với mẹ nó nhóc nhiều phờ lông gầu á. Nó pink á. Năm nay lạnh quá cả nhà ơi. Giáng sinh năm nay lạnh. Mấy năm rồi đó, cái năm nay là ngay cái Giáng sinh 25 tháng 12 của lạnh, nhiệt độ xuống thấp. Tới chỗ đi ăn rồi. Cho đi xem đèn sớm giờ, đi ngắm đèn rồi. Coi đèn Giáng sinh bây giờ phải đi ăn. Ok, vô. Đây ăn nè. Đèn sushi. Mango okay, với Hawaii roll. Ủa sao anh biết vậy? Anh nè mẹ. Trên nè xong hơn trên. Anh đó đi. Mẹ đút mà cha đút cho mẹ nè xem. Mẹ không ăn nè. Cha thương mẹ cho đút cho mẹ. Mẹ không ăn nè. Nè mâm. Mẹ ăn còn đúng mẹ. À, cha đút cho mẹ ăn đó thấy chưa? Ngon xem. Ăn ngon ha. Đúng hả? Ừ. Sao? Đúng rồi. Đúng hả? Đó, xong kêu đúc mà. Đúng. Đó, nè nè. Nó. Bút miếng nữa đi kìa. Miếng nữa đi nè. Xong kêu cha phải đúc cho mẹ ăn nè. Nè. Cơm chiên đó ăn vô đi. Thịt ngon quá không? Ngon không? Đó. Để xem ăn ngon không? Trộn với tô cơm ngon trộn đó. Cá sống mà còn cái này không? Cha ăn hết rồi. Cha nằm ăn hết. Còn cái này nè. Này con biển giấy rồi nè. Gì đó? Cá sống á. Nè, nó mong mới ra nữa nè. Thấy chưa? Đó. Nè, bỏ cái này vô trên giữa đi, lấy cái dĩa cơm chiên ra. Đó. Còn có còn kêu mấy cái rô nữa không? Đó, khá rõ đó con. Này gồm có cá salmon nè. Cái gì nữa? Bên này nó sắc miếng bự luôn ha. Sashimi. Cái này nó cũng bự quá. Bỏ qua chẻ ra làm đôi vậy nè. Được rồi. Ngon xem. Cái sao em đâu kêu mấy rô kia nữa hả? Bên đây thấy ăn nó ngon hơn, bên Sugar nó cá nó tươi hơn ha. Bớp á.
Cá rất ngon. Ngon con. Cá ngọt kìa. Cá. Con ăn đi xem, ăn đi xem. Con ăn đi. Cho ai ăn đó. Ai ăn thì ăn này. Hôm nay sao nó mở đèn hết quá ta. Giờ đi về nha xem. Về sớm về chở con đi coi sớm giờ rồi. Đi ăn cũng đi ăn rồi. Thôi giờ về ngủ nha. Sao bye bye cả nhà đi xem. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo. Rồi, xem nói đi. Rồi nha. Đó. Ừ, đúng rồi đó. Đăng ký kênh nha. Giúp ba mẹ nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn.